Sau đây là cách mà mình đã tận dụng mọi thiết bị ở trong phòng chụp để quay quảng cáo video Pepsi đạt 2 triệu view ở trên TikTok. Để bắt đầu cho quá trình quay thì mình cũng sẽ nghiền ngẫm lại cái màu sắc của nhận diện Pepsi một chút. Thì ở trên cái sản phẩm thì họ sẽ sử dụng khá là nhiều tông màu xanh là chủ đạo, kết hợp với đó là một chút màu đỏ và màu trắng. Thì ở video này mình cũng sẽ sử dụng phông nền và bối cảnh tương tự như màu nhận diện của Pepsi. Với cảnh quay này thì mình sẽ quay tròn cái chai Pepsi ở vị trí ở đây. Sau đó phía đằng sau mình sẽ để phông màu xanh lá cây, để sau đấy mình có thể là ghi phông ở trên Premiere Pro. Đó, khi sản phẩm của mình sẽ quay tròn 360 độ như thế này. Từ góc quay này thì các bạn có thể thấy là mình đang chỉ có sử dụng có một đèn SL200, bởi vì là hiện tại thì mình đang chưa có quá là nhiều đèn. Đó, mình sẽ đánh nó tương đối trực diện một chút về phía phông và phần sản phẩm. Ở đằng sau thì mình có để thêm một lớp tản nữa, để sau này có thể dễ dàng key phông cho sản phẩm nhất. Thì đến bước này thì mình sẽ sử dụng một cái hộp xốp như thế này, đặt chúng giữa tâm. Đó, và sau đó thì mình sẽ sử dụng quả chanh này. Nó sẽ xoay tròn như thế này. Mình đang nghĩ xem là cái hướng xoay như thế nào thì sẽ đẹp. Cắt đây đi. Ok, để làm sáng tạo hơn cũng như tạo được sự mát mẻ hơn cho cái khung hình thì mình có chuẩn bị một cái bể nước ở đây. Sau đó thì mình có thể sẽ thả chanh, ném chanh rồi ném chai nước xuống đây để xem cái hiệu ứng nước nó như thế nào. Đây, chúng ta sẽ chỉnh cho cái này ôm sát vào bàn. Ê da, khá là khó khăn. Đó, ở đây là một thiết bị tự chế của mình. Thì mình đang sử dụng một chiếc gậy nối dài cùng với cả chiếc DJI Pocket 2. Đây là một thiết bị để có thể tiết kiệm tiền chi phí so với cả một chiếc ống kính chính hãng của Laowa 24mm. Thì cái phần slide của mình nó sẽ chạy tiến vào đây, và cái phần trung tâm cuối cùng nó sẽ chính là cái chai này. Rất là tiện, bởi vì là thiết kế của Pocket 2 này có thêm kết nối với điện thoại, nên là mình có thể dễ dàng quan sát được cái thành phẩm của mình như thế nào. Để tạo được sự thu hút mát lạnh cho đồ uống, mình sẽ set một cảnh rót Pepsi từ trong lon ra cốc. Ở đây mình sẽ set cố định lon Pepsi để có bố cục đẹp mắt nhất, cũng như khống chế dòng chảy nước dễ dàng hơn. Mình sử dụng một tay am cùng với Super Clamp để kẹp lon Pepsi. Sau đó sẽ sử dụng một chai Pepsi rót cái dòng nước từ trong chai vào lon. Các bạn có thể thấy vị trí lon vào cốc của mình hoàn toàn cố định trong quá trình quay cảnh rót này. Đây thì mình sẽ chia nó thành hai layer. Một cái layer là cụm Pepsi chính nó nằm ở đây, xếp cùng một số những cái đạo cụ nằm ở phía chân như thế này. Đó. Còn phía trước đây thì mình sẽ dựa theo cái khung hình ở trên slide và mình sẽ đặt nó, sau đó thì cái phần máy ảnh nó sẽ tiến từ phía kia đi xuyên qua những cái dụng cụ này và sẽ kết thúc ở cái phần chai Pepsi ở chính giữa. Đây có thể là sẽ là cảnh kết cho cái video quảng cáo này của mình. Ở video lần trước thì mình đã tập quay quảng cáo lon Coca. Trong quá trình quay thì mình cũng đã rút ra được khá là nhiều kinh nghiệm. Khi mà mình đưa lên các mạng xã hội thì cũng nhận được khá là nhiều các ý kiến trái chiều cũng như đồng tình ở trong cách quay của mình. Nhưng mà từ các ý kiến đó thì mình cũng đã rút ra được những kinh nghiệm để có thể tập quay cho các video tiếp theo.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong suốt video vừa rồi. Hy vọng video vừa rồi hữu ích, sẽ có một chút gì đó ứng dụng vào trong công việc của mọi người. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo.